Ca sĩ Tóc Tiên giàu tới mức độ nào? Quý vị và các bạn thân mến, Tóc Tiên đi hát khi còn nhỏ và sớm thành sao nhí năm 13 tuổi. Sau đó cô sang Mỹ theo học ngành truyền thông tại California State University, Long Beach. Tại đây thì Tóc Tiên tiếp tục sự nghiệp khi cộng tác với một trung tâm ca nhạc người Việt ở hải ngoại và ngày càng gây chú ý với công chúng trong nước nhờ hình ảnh gợi cảm. Năm 2014, Tóc Tiên chính thức về nước hoạt động. Cô được đánh giá là hình mẫu giải trí chuẩn của showbiz Việt hiện tại, có khả năng kế vị ngôi nữ hoàng của Hà Hồ. Tóc Tiên rất đắt show từ ca hát đến quảng cáo, đại diện thương hiệu, chụp ảnh, ngồi ghế nóng game show. Người này khẳng định con số nói trên không hề ảo, kèm giải thích là Tóc Tiên có cachet tầm 60 đến 80 triệu một đêm diễn. Trong năm 2016, nữ ca sĩ đã tham gia hàng trăm show lớn nhỏ khác từ các festival nhạc điện tử đến hát ở bar, pub, phòng trà, private event nhãn hàng, chương trình truyền hình. Đối chiếu lịch diễn của Tóc Tiên được tiết lộ, tháng nào cô cũng kín show từ Bắc chí Nam, từ trong nước đến hải ngoại, có tháng Tóc Tiên chạy đến 21 show. Cũng theo nguồn tin, Tóc Tiên trong năm đã ký hơn 10 hợp đồng quảng cáo vô cùng giá trị, có hợp đồng lên đến hàng tỷ đồng. Tóc Tiên đã nhận lời ngồi ghế nóng 5 chương trình truyền hình, và mỗi show như thế cô cũng thu về trung bình là 600 triệu đồng. Người này khẳng định cachet cô ngồi ghế nóng giọng hát Việt năm 2017 còn cao hơn rất nhiều. Đó là chưa kể những lần Tóc Tiên tham gia talk show, chụp ảnh bìa tạp chí, chụp mẫu ảnh thời trang. Cuộc sống giàu có sang chảnh ở tuổi đời còn rất trẻ của Tóc Tiên dường như là minh chứng cho nguồn tin này. Nữ ca sĩ luôn giác đầy hàng hiệu ở mọi lúc mọi nơi, bất kể dự sự kiện hay ra phố. Tóc Tiên cũng rất mê đi du lịch, đã từng đi rất nhiều nước trên thế giới. Đầu năm 2017, Tóc Tiên chi khoảng 2 tỷ đồng tàu xe Mercedes-Benz GLC 4MATIC màu đen bóng vô cùng sang chảnh để đón Tết. Tóc Tiên kiếm tiền khủng nhờ phong cách, nhưng số tiền cô chi để xây dựng phong cách cũng không hề ít. Cây hàng hiệu phong cách menswear này là điển hình với tổng giá trị ước tính lên đến 4 tỷ đồng. Trong đó, vòng cổ kim cương BVL Gary có giá khoảng 1,2 tỷ đồng, vòng tay kim cương trị giá hơn 840 triệu đồng, khuyên tai BVL Gary 58 triệu đồng, ví Bodger Venet hơn 23 triệu đồng và giày Christian Louboutin khoảng 13,5 triệu đồng. Một cây hàng hiệu tiền tỷ khác mà Tóc Tiên chọn diện đi gặp Beckham là gồm váy Roberto Cavalli, giày Christian Louboutin, set trang sức của Chanel cùng với Clutch Dior. Đi dạo phố, Tóc Tiên diện túi hiệu Louis Vuitton trị giá khoảng 80 triệu đồng cùng giày Rockstar Sandals của Valentino giá khoảng 22 triệu đồng. Váy Rihanna, Moschino, Haute Couture, Elisab đều là những thiết kế đắt tiền và được sao ông Mỹ ưa thích. Tóc Tiên cũng sở hữu bộ sưu tập túi xách nhiều không đếm xuể. Đầu tiên có thể kể đến là Dior, chiếc túi bên trái có tên là Diorver nằm trong bộ sưu tập xuân hè 2016 của Dior, với giá bán khoảng 75 triệu đồng. Mẫu túi Chanel Metallic Gold ở bên trái có giá khá nhức nhối, khoảng 112 triệu đồng. Ngoài ra, những mẫu túi Chanel Boy mà Tóc Tiên sở hữu cũng dao động trong khoảng 52 cho đến 94 triệu đồng, tùy kích cỡ. Còn đây là những mẫu túi Louis Vuitton, chiếc túi da đeo vai phong cách retro bên trái có giá là 37 triệu đồng, còn chiếc túi đeo thuộc dòng Tribal Mask bên phải có giá là 45 triệu đồng. Dolce & Gabbana cũng là một thương hiệu mà Tóc Tiên ưa chuộng. Nữ ca sĩ sở hữu rất nhiều mẫu túi thương hiệu bình dân Zara. Ngoài ra, rất nhiều nhãn hàng khác cũng có mặt trong bộ sưu tập của Tóc Tiên, ví dụ như là Philip Lim, Prada, Shy Girl. Bộ sưu tập giày của Tóc Tiên cũng rất đáng kể. Mẫu giày cao gót bọc nhung đến đá quý này có giá khoảng 50 triệu đồng. Từ trái sang, giày Rockstar của Valentino giá 20 triệu, giày Dolce Due Desert của Christian Louboutin giá 20 triệu và đôi bút tím của Balenciaga giá 31 triệu đồng. Tóc Tiên còn sở hữu bộ sưu tập kính hùng hậu nhất nhì showbiz. Trong ảnh lần lượt là kính Excuse Dior 15 triệu, kính Gentle Monster X Kai Hate PO3 7,1 triệu và kính râm Tom Ford 7,3 triệu đồng. Kính mắt mèo Kuboraum giá 7,7 triệu, kính Gentle Monster giá 4,6 triệu và một chiếc kính Dior đắt tiền khác từ trái sang phải. Vô vàn những mẫu kính thuộc thương hiệu Dior và Miu Miu. Trong chuyến sang Hàn Quốc tham dự Seoul Fashion Week thu đông 2017, Tóc Tiên diện liền 3 mẫu kính Gentle Monster phiên bản giới hạn mới nhất, nổi bật không thua fashionista nào tại đây.
Loạt trang sức hiệu khiến bao nhiêu cô gái phải mơ ước. Tất tiên rất mê đi du lịch và từng đi vô số nước trên thế giới. Mới 24 tuổi, Chibu đã có khối tài sản vạn người mơ. Từ một hot girl, Chibu trở thành một diễn viên trẻ tài năng và sở hữu khối tài sản kết xù. Chibu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993, tuổi Quý Dậu tại Hà Nội. Thành công đầu tiên của Chibu được công chúng ghi nhận tại cuộc thi Miss Teen 2009. Lúc đó Chibu mới 16 tuổi, nhưng đã trở thành thần tượng mới của giới trẻ Việt. Với đà đó, Chibu ngày càng lớn sâu vào showbiz bằng tài năng thật sự và không ngừng cải thiện hình ảnh của bản thân. Một cuộc sống sạch scandal khiến cho Chibu, dù hoạt động nghệ thuật đã lâu, nhưng chưa bao giờ tên tuổi của cô nàng 9X gốc Hà Thành bị hạ nhiệt. Với sự chuyên nghiệp và chăm chỉ trong nghệ thuật, Chibu luôn tạo ấn tượng là một cô gái mạnh mẽ, nghị lực và đầy nhiệt huyết với những gì mình theo đuổi. Sau khi nam tiếng, hot girl xinh đẹp này còn lấn sân sang cả lĩnh vực điện ảnh với nhiều dự án phim lớn và liên tục giành các giải thưởng uy tín. Với sự nỗ lực không ngừng trong nghệ thuật, Chibu đã từng bước từ bỏ danh xưng hot girl để trở thành diễn viên thực thụ. Là một trong những gương mặt nghệ sĩ 9X nổi tiếng, Chibu không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ ở khả năng lấn sân sang nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn viên, MC mà còn ở khả năng kiếm tiền cát xê khủng. Nhờ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, hiện Chibu đang là gương mặt hot khi nhận được hàng loạt dự án phim mới, tham dự sự kiện, game show truyền hình. Với hình ảnh sạch sẽ, hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, hiện nay Chibu đang là đại sứ của rất nhiều thương hiệu nổi tiếng. Các xe từ quảng cáo và các xe chương trình nghệ thuật khiến Chibu được mệnh danh là đại gia ngầm của làng giải trí. Năm 2006 còn đánh dấu mức quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên trẻ. Chibu được báo chí Hàn ca ngợi là Kim Tae-hee của Việt Nam. Khi sang Hàn Quốc, gặp gỡ và trò chuyện cùng thành viên nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop là Ji-jeon của nhóm Tiara. Mới đây nhất, Chibu là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tham dự Asia Artist Awards, giải thưởng nhằm vinh danh các nghệ sĩ ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh, dựa trên sự thể hiện của họ tại Hàn Quốc và khu vực châu Á. Năm 2016, Chibu lại được liệt vào danh sách sao nữ kiếm tiền nhiều nhất năm. Để đạt được những thành quả đó, Chibu tâm sự, cô đã phải làm việc hết công sức, dấn thân và trải nghiệm những điều mới mẻ. Có thời gian tôi quay phim, quay quảng cáo ngày đêm, chỉ chợp mắt được 1-2 tiếng. Bù lại những vất vả đó mang lại nhiều quả ngọt mà tôi không ngờ tới. Lao động hăng say, vận may sẽ đến. Câu này nhiều người hay nói, mà đúng thật đấy, Chibu trải lòng. Đầu năm 2015, Chibu gây sốc cho hàng loạt người hâm mộ khi khoe hình ảnh ngồi trong chiếc xe mới tậu. Với dòng chú thích đơn giản, thành quả lớn nhất tự thưởng cho bản thân, cùng em tăng tốc với mục tiêu tiếp theo. Việc thử một chiếc xe với giá gần 2 tỷ đồng ở tuổi 22 của Chibu khiến dư luận xôn xao, nhưng cũng không ít người ngưỡng mộ cô gái tài năng này. Chưa dừng lại ở đó, Chibu còn mạnh tay chi tiền làm sản xuất đầu tư cho phim My Sunshine và gần đây là Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai. Cô đầu tư hơn 2 tỷ đồng sản xuất một web series bắt kịp xu hướng dòng phim online đang được giới trẻ châu Á yêu thích. Những gì cô gái trẻ này gặt hái được là thành quả của quá trình hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và bền bỉ. 7 năm không phải là dài, nhưng quá đủ để công chúng có thể công nhận Chibu, một ngôi sao trẻ đa tài của showbiz Việt. Hé lộ bí mật đằng sau khối tài sản khủng của Miu Lê. Mặc dù tuổi đời và tuổi nghề không cao, nhưng ca sĩ Miu Lê phải làm cho người ta ghen tị về sự giàu có của mình. Từ siêu xe cho tới các món đồ hàng hiệu trị giá tới 10 con số, Miu Lê cũng không hề thiếu bất cứ thứ gì. Trên trang cá nhân, cô còn thường xuyên đăng tải hình ảnh, ghi lại những chuyến du lịch vô cùng sang trọng. Ngoài 20, để có trong tay khối tài sản khiến nhiều người ghen tị là sự hoạt động nghệ thuật nghiêm túc từ những vai diễn phụ đầu tiên trên màn ảnh với hình tượng một nghệ sĩ đa di năng. Được đạo diễn Lê Hoàng đánh giá tài năng diễn xuất và chọn mặt gửi vàng trong nhiều dự án, Miu Lê trở thành diễn viên được khán giả yêu thích trên màn ảnh, đặc biệt là sau vai diễn trong phim Em là bà nội của anh. Ngoài việc ăn diện, sành điệu,
Nule còn không tiếc tiền tạo hàng loạt túi sách hàng hiệu đến từ các thương hiệu đình đám trên thế giới. Cuộc sống của Mule theo thời gian giàu có và sang chảnh hẳn ra, dù cô hiếm khi lên mặt báo khoe bất cứ đồ hiệu nào mình đang có. Nhưng Mule mới là một người đáng gờm, khi sở hữu cả bộ sưu tập túi hàng hiệu cả chục tỷ đồng, chẳng hề thua chị kém em. Sau Thái Hòa, Hoài Linh, Mule là sao nữ bảo chứng rating cho hàng loạt bộ phim ăn khách của điện ảnh Việt. Thế nên việc cô nàng có thu nhập cao và cát xê khủng là chuyện hết sức dễ hiểu. Cuộc sống đời tư kín tiếng và không scandal cũng giúp Mule âm thầm trúng nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở. Mule đã mua được những tài sản giá trị, khiến nhiều người ghen tị. Ngoài ra cô nàng còn tự thưởng cho mình những chuyến du lịch sang chảnh. Không những thế, Mule thẳng thắn thừa nhận bạn trai của mình là một người giàu có. Ừ, bạn trai tôi giàu, bạn trai tôi có nói, tôi nên làm nghệ thuật chỉ để thỏa mãn đam mê thôi. Còn tiền bạc này kia, đừng bao giờ quan tâm, miễn đừng bỏ ảnh là được, Mule tâm sự. Túi Hermes tôi tự mua được, ô tô tôi cũng tự mua được. Cái gì có thì tôi nói, không bịa đặt. Tôi có 2 chiếc ô tô, một bạn trai tặng, một của mình tự mua. Túi sách cũng vậy. Tất nhiên bạn trai tôi có tặng, nhưng không có nghĩa là tôi không có khả năng tự mua. Tôi đi hát nhiều mà, kiểu như Khởi Mi đó, không lên báo rần rần mà thùng rỗng kêu to. Càng lên báo nhiều thì show càng ít, Mule nói. Mule sở hữu bộ sưu tập túi vượt mặt nhiều đàn chị trong showbiz. Chúng có giá trung bình khoảng 250 triệu đến 300 triệu đồng một chiếc, nhưng cũng có thể lên đến hơn 400-500 triệu đồng một chiếc. Chiếc túi Birkin từ chất liệu da cá sấu cao cấp có giá lên đến hơn 2 tỷ đồng. Mỗi lần di chuyển bằng máy bay, Mule luôn chọn dịch vụ tốt và giá đắt đỏ nhất. Với tài năng, sự đầu tư vào chuyên môn trong các dự án nghệ thuật và sự hậu thuẫn từ bạn trai, Mule đang là nghệ sĩ giàu có, sở hữu khối tài sản khiến khán giả và đồng nghiệp ghen tị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Take a body's high.